Chào các bạn, hôm nay ta đi bài thứ hai, PR 2. PR tôi viết tắt thì phải là Production, phần mềm làm phim hình ảnh Production. Thế thì ta kích vào cái Production trên màn hình này. Đấy, màn hình Production ta nhìn thấy nó có cái mấy cái vùng. Hôm trước là giới thiệu vùng thứ nhất là các cái thư mục của máy vi tính, vùng thứ hai là sau này là sẽ thể hiện các cái file ảnh ở đây, phần thứ ba là quá trình làm phim, phần thứ tư đó là xuân chắc cái này là nhạc phim. Hôm trước tôi có nói là gọi là âm thanh là không đúng, nó là nhạc phim. Đây là thả nhạc phim vào đây, người ta dịch toàn bộ chỗ này thả nhạc phim vào đây. Còn cái phần này là view để của quá trình khi mà chúng ta chọn ảnh đưa lên nó sẽ thể hiện trên này. Đây giờ ta đi từng phần cụ thể. Phần thứ nhất là trên gọi là các thư mục trong máy tính. Thì hiện nay là ta đang tích ở chỗ V kép, chỗ V kép này là các cái thư mục, các cái văn bản Word của tôi đặt đây. Cho nên nó không có hình ảnh, nó không thể hiện đây. Khi người ta cất ta kích vào bất kỳ một cái thư mục nào trong cái phần máy tính này mà nó có hình ảnh thì lập tức nó sẽ xuất hiện xuống dưới cái file list này. Trên này folder list là danh sách các thư mục, file list tức là danh sách các tệp tin. Thì khi ta kích vào danh sách các thư mục mà nó có ảnh có phim thì lập tức nó xuống cái finish, tức là cái danh sách các tệp tin nó sẽ xuất hiện dưới này, các ảnh xuất hiện dưới này. Bây giờ ta thử xem nhé. Đây là đang ở Word này, cho nên cái này nó không có ảnh. Laptop, đấy, laptop nó có một cái ảnh, có một cái phim nó ông mặt. Cái ảnh là hồi tôi đi Hạ Long có một cái ảnh, tức là từ khách sạn đến cái bến tàu bao nhiêu, tôi có một cái ảnh để chụp màn hình. Ảnh này thì cũng có cái gì đây, có hai cái file ảnh này là phim gì đấy cũng để ý. Đấy, cat thì có chữ cat tức là đây những cái file ảnh mà cái phần tôi hướng dẫn về AutoCAD có trong này. Dưa bờ là cái file ảnh tôi cũng đã chọn một cái file này từ một lần từ làm phim, bộ cái quá trình phát triển cái dưa ở nhà mình trồng, hoặc là phim video không có cái gì hình ảnh đại diện. Tại một số cái này là tôi cũng đã làm những cái file ảnh mà tôi làm một số cái đại diện cho một số cái xây dựng phim trong quá trình làm AutoCAD hoặc SketchUp. Đây là hình ảnh của cái SketchUp. Đây, cái này là phim mới là tôi dự kiến là hôm nay ta sẽ là đặt cái này. Thì tốt nhất trước khi người ta làm một cái phim thì ta nên là chuẩn bị trước, tức là ta đặt một cái file. Thì tôi đặt đây là phim mới, ta đặt là cái gì thì đặt như đấy, tức là phim lần đầu tiên mình đặt. Trong cái phim này mình có cái gì mình muốn đưa xuống để thực hiện làm phim, ta cho vào đây tất, khỏi phải tìm. Nếu không có thì ta phải đi tìm. Tìm thì lúc ấy là quá trình làm phim nó sẽ chậm trễ đi. Thì tốt nhất là sắp xếp vào sẵn đi. Còn đây những cái gì nữa, vân vân. Nhưng mà đây, hôm nay ta sẽ đi vào cái phần này. Phim mới. Là tôi sẽ quá trình hôm nay tôi thực hiện tự làm cái phần này. Thế đây, tôi kích vào đây thì đấy, trong cái thư mục trên tôi kích vào thư mục phim mới thì lập tức xuống đây. Cái file list này, tức là cái danh sách các tệp tin nó xuất hiện đây. Đây gồm có bao nhiêu cái ảnh xuất hiện tất đây. Thế thì đưa cái này xuống để bằng cách nào, để đưa xuống để làm phim bằng cách nào, nó rất đơn giản. Theo xem đây, đây là kích đúp vào cái tệp ảnh trên được, lập tức nó xuống luôn. Kích đúp đấy thì nó xuống đưa thế thôi. Đấy, kích đúp, ba cái kích đúp. Đấy là cái phương pháp thứ nhất
Phương pháp thứ hai, ta kích vào đây, ấn chuột trái kéo xuống, kích vào đây, ấn chuột trái kéo xuống, kích vào đây, ấn chuột trái kéo xuống. Thế là ta đưa xuống để quá trình khi xuống đến đây thì nó xuất hiện luôn trên phần preview trên này, là ta xem được tất cả luôn, preview này xem được tất tật luôn. Thế ta lại không làm cái, còn một cái cách khác là ta làm, ta muốn làm lại đưa tất cả xuống làm này. Đấy, trước hết ta xóa hết những cái này, xóa hết, coi chưa có cái nào trên này, chưa có cái nào. Khi tự tích kích vào đây, khi nó có cái ảnh xuống thế này rồi thì là lập tức là nó có cái dấu đánh dấu tích xanh hình chữ V, nó đã đánh xuống đây, còn cái nào chưa tích xuống có nghĩa là trên này còn nguyên. Thế giờ ta còn phương pháp thứ ba nữa, ta muốn đưa tất xuống đi làm nhé, ta kích vào đây, sau ấn Ctrl A, giống hệt như quá trình ta làm út làm sell, Ctrl A là nó bôi đen tất. Thế sau đó là ta đưa nó xuống, là nó sẽ xuống tất luôn. Cho nên trong đây đây có một cái file nhạc, cái nhạc tôi đặt để cho sau này là phim tôi ấn cắt chôn và ấn chuột đoạn trái vào đây thì cái này nó sẽ mất đi, cái nó không còn tồn tại nữa. Thế là tức là ta kéo, xin lỗi, cắt chôn A, từ A ấn chôn này. Đấy, bây giờ còn ta kéo tất cả xuống đây, kéo xuống. Đấy, tất cả xuống đây, xuống hết. Xuống nhanh hay chậm là do cái máy của ta nhé. Máy chậm là cũng không xuống được đâu, là xuống lâu đấy. À đây, tôi nói là cái này nó chậm hơn vì là tôi để cả có một cái phim ở đây, nếu đọc ảnh không xuống rất nhanh, để có một cái phim, có một cái phim trong cái toàn bộ cái này, có một cái chỗ là phim này. Cái phim để đây, cái phim tiết xuân có phim cho nên nó chạy lâu chứ không bình thường nó xuống rất nhanh. Thì cái này là ngoài ảnh ra, phim người ta có thể làm cùng nối mạch và thành một cái phim tiếp theo ở trong này cùng nối với ảnh luôn. Thế đấy là toàn bộ cái ảnh ta đã đưa xuống đây được. Đấy. Thế giờ chúng ta thử xem cái ảnh này nó chạy như thế nào. Đây ta kích vào đây nhá, trên này ta kích vào cái nút này, ai cũng biết rằng nó là cái nút chạy. Đây quá trình nó chạy. Đấy, cuộc phim chúng ta đã hình thành, đã hình thành. Nhưng mà thực tế là để mà cái phim nó thuyết phục hơn thì chúng ta còn phải chỉnh sửa. Đây là một cái phim hình thành cách đơn giản, chưa có gì cả, chưa có gì chỉnh sửa, chưa có gì là chúng ta làm. Đây chỉ là làm đơn thuần là chạy liên tục với cả. Tạm dừng, ta ấn cắt dấu cạnh nhé. Thế giờ ta bắt đầu quá trình làm phim. Quá trình làm phim thì ta phải tìm hiểu những cái thứ thể hiện như này. Cái này là danh sách về ảnh nhá, cái này là về thời gian nhá, cho nên là kết quả cái này là năm ảnh. Thế thì chúng ta thấy thế này, kích vào cái ảnh ta thấy nó có cái gì, ta thấy nó có cái chữ A này, dưới chữ A là có số 3. Trong cái ảnh này ta thấy từ tất cả thứ này nhá, ảnh nó có thứ tự nhá, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, có bao nhiêu ảnh nó xuất hiện là bấy nhiêu cái số, cái này là số thứ tự cái ảnh nhá. Cái đây là số 1, ảnh số 1. Còn dưới này nó có một biểu hiện là mũi tên, đây chính là cái cũng như tất cả những cái quá trình chúng ta xem phim hoặc là xem nhạc nó có cái lúc này, tức là để chạy nhé. Còn dưới này cũng có số 3. Thế
Thế như vậy là trong cái chỗ này ta thấy có cái số 1 là ảnh số 1 này, còn cái chữ A này số 3, tức là 3 giây. Cái này số 3 tức là nó chạy trong 3 giây. Còn cái này là điều khiển để vấn đề dừng và chạy. Chúng ta làm từng thứ một. Cái A, cái này là ảnh. Còn cái A là cái gì? Cái A là quá trình chuyển cảnh. Đấy. Thế thì ta biết thử xem nó có mình chuyển cảnh như thế nào. Cái này thì nó là chuyển cảnh, nó là mặc định rồi. Tôi muốn đặt một cái chuyển cảnh khác để cho ta nhìn khi mà tôi cho chạy thử nó, sau này nó rõ hơn. Nhưng tất nhiên là cái này thì ta chưa chưa học vội nhé. Nhưng cứu vội ta chỉ biết là đặt một cái chuyển cảnh để ta nhìn, sau ta nhìn nó rõ hơn đây. Ta đặt một cái chuyển cảnh. Đặt cái chuyển cảnh này. Đặt cái chuyển cảnh, đặt cái chuyển cảnh, ba cái chuyển cảnh khác nhau này. Ta làm thử ba cái ảnh này. Thế thì để mấy cái ảnh này chuyển thời gian thì nó nhanh hay chậm, cái này 3 giây là nó nhanh hay chậm, cái này là 3 giây là nhanh hay chậm thì tùy ta sắp xếp. Nhà trước hết ta muốn làm chuyển chuyển cảnh nó thật nhanh, ta để 1 giây, cái này nó nhanh ta để 1 giây, 1 giây ảnh muốn nhanh ta cũng để 1 giây, 1 giây cái này cho 1 giây, 1 giây. Giây. Ví dụ. Thế còn thực ra tôi cũng muốn để ta nhìn rõ 1 giây, 2 giây nó nhanh hay nó chậm thì tôi kích vào đây tôi chỉnh sửa cái này đã, nhưng mà chúng ta chưa cần biết, tôi chỉnh sửa trước cái để chúng ta nhìn thấy cái khả năng thôi. Còn sau này thì tất cả những cái thứ khác, những cái thứ này ta học một lần sau. Cái này ta chưa cần quan tâm, cái này sau ta sẽ học sau, cái này nó phức tạp hơn. Đấy, bây giờ ta mới xem cái chuyển cảnh nhẹ, ta đến cái chỗ này ta tạm dừng nhé, tạm dừng không quay nữa thì ta ấn ở đây nhé. Nhớ này, cái mũi tên này ta tạm dừng vì nó đến đây nó chạy, nếu không để tạm dừng là nó chạy suốt luôn. Thế ta thử xem ta đặt 1 giây thì cái chỗ này ta đặt 1 giây thì nó chạy như thế nào. Đấy, chú quét nhé, thấy chưa? Đấy, quay. Rất nhanh. Đấy, thì lấy là dừng. Thế giờ ta đặt nhanh thì ta đặt chậm, cái này 10 giây. Cái này cho 15 đi, 20, nó rất là chậm. Cái này cho 10 đi, kết thúc rất chậm. Cho dần, cho cái này cho quay đi. Quay đi, cái này cho dần là cái này. Đấy, giờ ta bắt đầu ta xem nhé. Thấy chưa? Rất từ từ, rất từ từ. Đấy, thời gian nó dài, đấy, rất từ từ chuyển cảnh. Quá trình chuyển cảnh rất từ từ. Phim đi rất từ từ.
với cái diễn cảnh kiểu khác nhé. Đấy, rất chậm, chậm rãi. Nhanh thì vèo vèo, chậm rãi, chuyển cảnh rất từ từ, rất uyển chuyển. Thế là đấy, trong cái tùy thích của ta, sau này ta làm tùy thích của ta. Đấy. Đấy. Cái này là lâu nhất 20 giây rồi. Cái này chuyển cảnh cái theo là bình thường, chuyển là cảnh là theo mặc định, thì nó mờ là nó sang cái kia. Đến con chim này là hết. Đấy, con chim này 3 giây là rất nhanh, con chim này cũng chưa chuyển trở gì cả. Thấy không? Đấy, thì toàn bộ là nó là như vậy. Thì cái quá trình làm phim là như vậy. Thế còn nếu mà đến phim, đây đoạn cuối cùng là chúng ta có một cái phim, ta kích vào đây và cho nó chạy. Phim nó chạy theo thời gian mình đã quay bao nhiêu, nó thời gian đúng bao nhiêu, nó không thay đổi. Đây này, nó là 84 giây, 84 giây thì nó cứ chạy 84 giây, nhưng không, ta không cho 84 giây, thì 84 ta cho ta là có 5 giây thôi. Ví dụ thế. Bắt đầu nhé, 5 giây thôi. Đấy, nó dừng. Có nghĩa là nó chỉ chạy được có 5 giây, còn bao nhiêu phần đằng sau là mất hết, nó cắt hết. Còn nếu đúng phim mà ta không có gì muốn cắt cả thì ta phải để nguyên 84, đừng có chỉnh nhé, đừng có chỉnh thời gian, rồi chỉnh giờ. Đấy, thì ta phải để nó nguyên thế này, thì nó sẽ chạy hết cái phim chúng ta cho, à, chúng ta có, nó sẽ chạy hết. Đấy, cái phim nó dài này cơ mà. Đấy, đấy, chạy gần như đoạn phim này nó bằng toàn bộ tất cả bao nhiêu ảnh. Đấy, phim và ảnh đều ghép vào nhau rồi. Đấy nhá, thì đấy là ta đưa được ảnh cũng rồi. Và các cái chức năng con số ở đây chúng ta nắm được, thực hiện được rồi, đơn giản thế thôi, không có gì đâu. Còn cái trên này chúng ta đã biết rồi, đây là quay này, đây là những cái nút là tua này, tua về, tua đi này. Đó. Đây là xem cả màn hình này, những cái ta đã dùng. Thế còn cái tiếp theo là đến cái show track này, tức là cái nhạc phim này. Nhạc phim thì làm nào, đây trong này tôi đã chuẩn bị rồi, cái phim mới này tôi đã chuẩn bị, trong này có phần nhạc phim này. Đây nhạc phim này, nhạc phim tôi đây cái nhạc tôi đặt một cái nhạc Trung Quốc, cái nhạc các điệu nhảy của Trung Quốc tôi đặt này nha. Ấn chỗ trái, bóp vào chỗ trái, kéo xuống. Đấy, nó thấy giống như có một cái tệp sách ấy, ta thả. Đấy, đang chạy. Đấy, xong. Thì toàn bộ nhạc phim nó được giải vào đây. Ta để ý cái nhạc phim này, nó có cái tần số màu xanh nó nổi lên đây này. Thế còn đằng này nó có tần số như màu trắng, tức là đẹp. Phim đến đây, nhạc thì còn, nhưng phim thì hết. Thế nên khi mà phim kết thúc, thì nhạc cũng chấm dứt. Chứ nó không chạy theo nhạc nữa. Khác cái phần mềm Camtasia sau này chúng ta sẽ, nếu là có điều kiện nghiên cứu thì này khác, nhạc thì chạy hết, phim là hết kệ hay thế, nhưng mà Pro Show nhưng mà hết nhạc là thôi. Thế là chạy thử nhé, thử xem là có nhạc không. Xin chào, chúng ta cùng xem ảnh. Nếu các xem ảnh không thuần túy nó rất là nhàm chán, khi mà đưa nó vào phim thì xem nó sinh động và nó dễ chịu hơn, vui hơn. Quay như các kiểu
chúng ta cho dừng ở đây, nó dừng ở đây không có gì, nó cứ chạy tiếp. Thế đấy là toàn bộ cái bài một phần hôm nay tôi muốn truyền tải cho các bạn, tức là nói qua về các cái thư mục ở phần thứ nhất này, hai các cái điệp tin ở cái phần thứ hai này, các cái quá trình dựng phim, dựng là đưa đưa phim xuống và cho nó hoạt động, các cái những cái dữ liệu ở trong một cái ảnh và đưa, và cái cuối cùng là đưa được nhạc phim, đưa được nhạc vào để xây dựng nhạc phim. Thế là đấy là toàn bộ cái phần hôm nay ta tôi muốn truyền đạt. Thế bài hôm nay nhá, dừng ở đây. Xin chào các bạn, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở cái phần PR3, PR Pro Show 3. Xin chào.